Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập số 44, viết hàm tìm giá trị lớn nhất của mã trần số nguyên. Thì việc tìm cái giá trị lớn nhất của mã trần các số nguyên thì nó cũng tương tự như tìm cái giá trị lớn nhất của một cái mạng một chiều các số nguyên. Nó chỉ khác ở đây là một mã trần hai chiều đấy, là một cái mạng hai chiều, nhưng cái bài lúc trước mình đã làm là tìm cái giá trị lớn nhất của cái mạng một chiều. Đấy. Và để làm điều đó thì mình cần có những bước cơ bản như sau. Đầu tiên là cái bước khai báo thư viện. Sau đó là những cái bước như là viết hàm nhập mạng và xuất mạng. Đấy. Thì cách viết những cái hàm nhập mạng và xuất mạng là như thế nào thì mình đã nói rất rõ ở video số 43 ấy. Đấy. Nếu các bạn qua chưa hiểu rõ thì có thể quay lại cái video số 43 để chúng ta xem lại. Và bây giờ thì mình chỉ nói qua một số cái phần cần lưu ý ở cái phần nhập mạng và xuất mạng rồi. Rồi đầu tiên mình sẽ đi vào cái thư viện của nó, thì ở đây mình sử dụng thư viện Etudio này, Conio và Math, và sau đó là cái DeFi, xác định một cái DeFi có cái độ lớn là 100. Và tiếp theo là cái hàm nhập mạng này. Trong hàm nhập mạng này thì chúng ta cần phải nhập vào số dòng và số cột, đúng không ạ? Đấy, sau khi đã nhập vào số dòng và cột thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái số dòng và số cột đó nó đã thỏa mãn cái điều kiện chưa, nó đã hợp lệ chưa. Nếu chưa thì chúng ta phải quay lại nhập lại, đúng không ạ? Nên là mình sẽ sử dụng cái cấu trúc do while. Đấy. Như vậy là xong cái phần nhập nha, nhập của mạng và nhập dòng và nhập cột. Đấy, sau khi chúng ta đã nhập được cái dòng và cột hợp lệ rồi á, thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm for ở trong, xin lỗi các bạn, là chúng ta sẽ đi vào cái vòng lặp for. Cái vòng lặp for này có tác dụng gì? Vòng lặp for này thì nó có tác dụng là nó sẽ, trong cái vòng lặp for này nó có cái print và scan, đúng không ạ? Thì cả cái phối của vòng lặp for này nó sẽ cho phép chúng ta nhập cái giá trị cho từng cái phần tử của mã trần. Đấy. Đấy, mình sẽ giải thích thêm một chút về cái vòng lặp for này. Đây là cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý đây. Ở đây khi các bạn đã thấy thì mình sử dụng hai vòng lặp for, đúng không ạ? Cái vòng lặp for đầu tiên này thì nó chứa cái vòng lặp for thứ hai, đúng không ạ? Đấy. Và cái vòng lặp for thứ hai thì nó chứa cái câu lệnh print và scan. Đấy. Print và scan đây thì nó có chức năng là nhập vào cái giá trị, đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ nói ngắn gọn như sau. Cái vòng lặp for đầu tiên thì nó sẽ như nào? Nó sẽ tức là nó sẽ nhập một lượt tất cả các giá trị của dòng, sau đó mới nhập đến cái giá trị của cột. Đấy, tức là với một cái giá trị của y này này, nó sẽ chạy hết tất cả các cái giá trị của gì. Đấy. Sau đó nó mới tăng y lên một đơn vị. Và nó lại thực hiện tiếp công việc như vậy. Nó khi tăng y lên một đơn vị thì nó lại thực hiện lần lượt với những cái giá trị của y z đây. Đấy. Và nó cứ tiếp tục làm như thế thì sẽ nhập được hết tất cả các cái giá trị và cho các cái phần tử của cái mã trần đó. Đấy. Ví dụ ở đây mình cho y bằng 0, đúng không ạ? Thì nó sẽ khi các bạn nhập thì nó sẽ in ra là A01 này bằng bao nhiêu đó, A02 bằng bao nhiêu đó, A03 bằng bao nhiêu đó, cho đến cái giá trị cột luôn đấy. Đấy. Ví dụ cột ở đây mình cho là, số cột ở đây mình cho là 3 đi. Đấy, thì nó sẽ chạy như sau. Nó sẽ chạy là A01. Rồi sau đó bắt mình nhập A02. Xin lỗi các bạn. Đầu tiên nó sẽ bắt chúng ta nhập cái giá trị là A00. Đấy. Sau đó sẽ là A01 và sau đó sẽ là A02. Đấy. Đến khi nào nó nhập xong cái giá trị A02 thì nó sẽ nhảy lên. Nó sẽ tăng y lên một đơn vị. Đấy, nó sẽ tăng y lên đơn vị và nó sẽ tiếp tục làm công việc như vậy. Đó. Rồi. Như vậy là mình đã giải thích xong cái vòng lặp for, đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo là đến cái phần xuất mạng. Cái phần xuất mạng này thì nó cũng là sử dụng cái vòng lặp for đó. Cái giải thích nó cũng như vậy,
như cái vòng lọc mà pho ở trên này đó. Cái coloring của Brin nó cũng như vậy luôn đấy. Đấy. Rồi cái Brin đây thì dùng để xuống hàng luôn, để ngăn cách giữa các cái phần tử trên các hàng đấy. Và cái phần trăm 4D cũng vậy, nó cũng ngăn cách các cái phần tử trên các hàng. Và cái Brin đây thì nó ngăn cách khoảng cách, là cái khoảng cách giữa các hàng với nhau. Rồi. Và xong cái hàm xuất mạng thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm tính toán. Tính toán ở đây là cái hàm dùng để tìm cái giá trị lớn nhất, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây mình tìm cái giá trị lớn nhất thì nó sẽ tạo về là một cái giá trị lớn nhất, đúng không ạ? Mà giá trị lớn nhất nó thì nó sẽ là kiểu nguyên, đúng không ạ? Bởi vì mạng mã trần của chúng ta đây là một cái mã trần nguyên, đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ khai báo một cái hàm là tìm max. Đấy. Trong cái tìm max này thì mình cần phải khai báo gì? Đầu tiên mình khai báo cái A này. Đó là cái điều đương nhiên, đúng không ạ? Rồi cái A này. A và max, đúng không ạ? Rồi, sau khi là cái A có A rồi, cái mã trần A rồi, chúng ta cần phải khai báo cái số dòng. Dòng này. Và cột, đúng không ạ? Rồi ok. Và trong cái hàm tìm max này thì mình cần phải làm gì? Thì để tìm cái giá trị lớn nhất của nó thì đầu tiên mình phải khai báo một cái biến gọi là biến max bằng cho một cái giá trị nào đó của cái mã trần. Mình sẽ gắn với một cái giá trị bất kỳ, nhưng ở đây mình sẽ lấy với cái giá trị đầu tiên A00. Đấy. Và để làm được cái cách để làm để tìm được cái gì giá trị lớn nhất thì mình cần phải xét được đến từng từng cái giá trị của cái mã trần đó, đúng không ạ? Đấy. Nên là mình sẽ phải sử dụng một cái vòng lọc for này. Và trong vòng lọc for thì mình sẽ để xét được tất cả các cái phần tư thì mình cũng dùng y nguyên cái vòng lọc for đây. Đấy. Dùng y nguyên như vậy. Như cái vòng lọc của cái hàm xuất mạng và cái hàm nhập mạng đấy thì nó sẽ đi hết tất cả các cái giá trị của cái mã trần đó. Đấy. Và đây y này, mình sẽ viết lại y bằng 0 này. Và đây sẽ là y này, bé hơn dòng này. Và sau đó sẽ là y cộng cộng này. Rồi, trong vòng lọc for này thì nó sẽ chứa một cái vòng lọc for tiếp này. Đây sẽ là cái biến cột này. Y này bằng 0, đúng không ạ? Và điều kiện của nó sẽ là y bé hơn cột này. Và tất nhiên là sẽ bằng y cộng cộng. À xin lỗi các bạn, đây sẽ là gì? Đấy. Cho nó dễ phân biệt. Và trong cái vòng lập for đây, for gì đây thì mình sẽ có một cái biểu thức điều kiện. Ở đây mình sử dụng thêm một cái câu lệnh if nếu như mà cái giá trị a này y ri mà nó lớn hơn cái giá trị max mà mình đã khai báo cho nó, đặt khởi tạo cái giá trị max đầu tiên cho nó đấy, thì nó sẽ làm gì khi mà cái giá trị aeg mà nó lớn hơn max, tức là nó sẽ là giá trị lớn nhất, đúng không ạ? Đấy, thì khi đó nó mình sẽ gắn cái biến max này bằng chính là bằng cái giá trị aeg luôn, aeg luôn đấy. Và khi đó thì mình cần phải đặt cái max này trong cái dấu móc đấy. Như vậy thì mình đã tìm được ra được cái giá trị max, đúng không ạ? Đấy. Và kết quả của cái hàm tìm max này nó sẽ tạo về là max, tạo về cái giá trị của cái biến max, đúng không? Đấy. Như vậy thì với cái cách này thì mình đã tìm được cái giá trị lớn nhất của cái mã trần này, mã trần A đấy. Rồi sau khi đã tìm được cái giá trị lớn nhất rồi, mình sẽ đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình làm gì? Đầu tiên mình cần phải khai báo cái số
dòng số cột và cũng như là cái số phần tử. À xin lỗi các bạn, là số cái ma trận A. Khai báo A thì cái kích thước tối đa của nó A sẽ là max và max. Đấy, các bạn nhớ là phải chấm phẩy nhé. Và sau đó sẽ khai báo cái số dòng này và cột. Đó. Sau đó chúng ta sẽ gọi cái hàm mà nhập mạng. Đúng không? Đây sẽ là A và N này. Và sẽ nhập và xuất mạng, đúng không? Thì ở đây mình sẽ đặt cái như các bạn thấy ở đây nó báo lỗi, đúng không ạ? Đây mình cái N này nó không tồn tại, bởi vì sao? Bởi vì ở đây mình quen với cách nhập mạng và xuất mạng trong cái mạng một chiều ấy, nên là khi sang cái phần mã trần này thì nó quen, nên là nó sẽ dẫn đến sai. Và đây không phải là N, đây sẽ là cái dòng và cột. Đấy, các bạn thay đổi như này thì nó sẽ không báo lỗi nữa. Đây. Dòng và cột, các bạn có thể thấy khi chúng ta thay đổi lại thì nó không còn báo lỗi nữa, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ in ra cái biến mark, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta có thể in ra cái biến mark đây thì mình cần phải khai báo một cái biến, mình cần phải khai báo một cái biến dùng để chứa cái giá trị mark đó. Đấy, đây mình sẽ đặt là kết quả bằng cái giá trị của giá trị trả về của cái hàm tìm mark đây, nó tính là bằng cái giá trị mark. Đấy, mình đây sẽ viết là tìm mark, đúng không ạ? Đây sẽ là A dòng và cột. Rồi ok, sau khi đã in ra kết quả rồi thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh là print để in ra màn hình cái kết quả. Đấy, đây sẽ là giá trị lớn nhất của ma trận là, đây sẽ là phần trăm D, đúng không? Và đây sẽ là kết quả. Rồi ok, như vậy là xong, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải thêm một cái phần kết thúc nữa, đó là get này, để dừng màn hình và lệnh return. Ok, như vậy là xong cái hàm main và cũng là xong cái code cho cái chương trình này. Bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra. Đấy, như vậy là nó đã không báo lỗi, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nhập cái số dòng cho nó. Ở đây mình sẽ nhập số dòng là 2 và số cột sẽ là 3. Bây giờ mình sẽ nhập cái phần tử đầu tiên. A00 1 2 3 4 5 6. Đấy, như vậy là mình đã nhập xong cái phần tử này và nó đã in ra cái mạng là 1 2 3 4 5 6, đúng không ạ? Và nó đã in ra cái giá trị lớn nhất của cái ma trận này chính là 6, đúng không ạ? Đấy. Thì các bạn đã thấy thì nó hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Rồi. Thì trên đây là cái bài tập giải cái cách để tìm cái phần tử lớn nhất của cái ma trận số nguyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.